Xin chào tất cả các bạn nhé. Lại tiếp tục trong video hướng dẫn ngày hôm nay, những hướng dẫn mẹo hay ở trên điện thoại iPhone dành cho các bạn. Và tiếp tục, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Bạn nào mà nhanh dùng điện thoại mà sợ pin nhanh hết ý, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật cái chế độ tự động tiết kiệm pin ở trên điện thoại iPhone cực kỳ hay và hiệu quả nhé. Các bạn cùng theo dõi trong phần sau của video. Rồi, cái chế độ tự động tiết kiệm pin, rồi hay được gọi là cái chế độ nguồn điện thấp ở trên điện thoại iPhone. Khi bật cái tính năng này lên thì giúp cho máy của các bạn sử dụng thời gian nó sẽ được lâu hơn, kéo dài hơn nếu các bạn không sử dụng những cái tác vụ nặng đó, ví dụ như chơi game chẳng hạn. Rồi, nếu để bình thường thì các bạn thử dùng cái chế độ nguồn điện thấp này đó thì pin nó sẽ được rất là lâu. Để bật cái tính năng này thì các bạn hãy làm cho mình các cách như sau. Nếu mà để bật thủ công ấy thì các bạn sẽ vào cho mình hai cách như sau nhé. Các bạn chọn bước pin này, vào pin này thì ở đây nó sẽ có chế độ nguồn điện thấp này, các bạn bật lên. Đấy. Khi các bạn bật lên ấy thì đây này, nó sẽ hiển thị là chế độ nguồn điện thấp tạm thời giảm hoạt động trong nền như tải về và nạp cho đến khi điện thoại của bạn có thể sạc lấy pin. Đấy là cái cách đầu tiên các bạn bật tắt vào trong mục pin này nhé. Rồi, cái mục bật thứ hai thì các bạn có thể làm theo cách như sau. Các bạn vào cho mình phần trung tâm điều khiển này, các bạn sẽ chọn cho mình chế độ nguồn điện thấp này, các bạn kéo xuống cái phần điều khiển, các bạn chọn dấu cộng này lên thì ngay lập tức cái chế độ nguồn điện thấp này nó sẽ hiện lên và nó sẽ hiển thị ra cái phần là đây này, bảng điều khiển này, các bạn nhìn cái chỗ phần pin chưa? Đấy, các bạn sẽ nhấp vào, rồi cái pin nó chuyển sang màu cam như thế này là được nhá. Đấy, nếu mà các bạn tắt thì pin nó sẽ chuyển sang màu trắng. Đấy, rất là đơn giản. Và có một cái cách tiếp theo, đó là các bạn sẽ bật tắt cái phần tiết kiệm pin này bằng cách tự động. Các bạn không cần phải gạt xuống phần trung tâm điều khiển, hoặc là các bạn vào phần pin nữa, các bạn vào cho mình một phím tắt nhé. Những bạn nào mà chưa có phần phím tắt các bạn tải về cho mình. Những bạn nào có rồi thì các bạn sẽ vào cho mình như sau. Các bạn vào cho mình mục là dấu cộng này, chọn mục tạo, đây này, tạo mục tự động hóa cá nhân, các bạn sẽ chọn vào cho mình. Đấy, ở đây thì nó sẽ có các mục như sau. Các bạn kéo đến cho mình cái mục là mức pin nhé, mức pin. Đấy, ok. Tại đây các bạn thấy là mặc định của nó sẽ là 50%. Đó, tăng lên 50%, giảm xuống dưới 50% hoặc bằng 50%. Các bạn muốn bật chế độ nguồn điện thấp ở cái phần thời điểm nào thì các bạn chọn vào. Mình ví dụ nó mặc định 50% thì các bạn có thể kéo xuống đến 40% đi. Các bạn khi các bạn dùng điện thoại xuống 40% thì cái chế độ nguồn điện thấp nó sẽ tự động được kích hoạt. Khi đó thì cái thời gian sử dụng pin của các bạn nó sẽ được kéo dài thêm. Đấy, nó sẽ giảm thiểu một số cái tác vụ để cho không ảnh hưởng đến pin của các bạn. Đó. Rồi. Tùy theo các bạn nhé, nếu các bạn muốn xuống thấp nữa thì 30% chẳng hạn thì các bạn cứ kéo xuống như thế này. Đấy, nó sẽ về 30%. Ví dụ như mình sẽ chọn 30% đi. Đó. Các bạn chọn tiếp cho mình. Đấy. Rồi, các bạn nhìn thấy ở cái phần ô thêm tác vụ này, các bạn sẽ chọn vào. Và các bạn chọn cho mình mục tìm kiếm. Các bạn nhấn cho mình cái phần là nguồn điện thấp nhé. Đấy, nguồn điện thấp này. Nguồn điện này. Thấp. Đấy. Đây này, nó sẽ hiển thị luôn ở đây này, nguồn điện thấp. Và lấy tình trạng pin thì các bạn chọn vào nguồn điện thấp. Ok chưa? Khi các bạn chọn chế độ nguồn điện thấp cái mục đó xong thì trong cái mục tác vụ này, đấy, đây này, nó sẽ có cái chữ bật luôn nhá. Đây này, đấy, nó có chữ bật. Thì khi mà các bạn chọn chữ bật như thế này thì mặc định pin của các bạn xuống bằng 30% thì cái chế độ nguồn điện thấp nó sẽ tự động được bật nhá, mà các bạn không cần phải thao tác gạt thủ công như hai bước lúc đầu nhé. Rồi, ok, các bạn chọn tiếp cho mình. Đấy, chỗ phần hỏi trước khi chạy các bạn tắt đi cho mình, không hỏi. Vậy là xong nhé. Đó, xong. Đấy, đây này, chỗ khi mức pin là 30% đặt chế độ nguồn điện thấp rất là hay nhé. Này, các bạn chọn vào để kiểm tra lại thì các bạn không cần phải gạt thủ công nữa mà tự động nhé. Ok. Còn nếu mà các bạn muốn chế độ nguồn điện thấp nó ở khoảng 50% để các bạn sử dụng lâu hơn thì các bạn cũng chọn 50% giống như mình hướng dẫn nhé. Rồi.
Đấy, đấy là cái phần bật chế độ tự động tiết kiệm pin ở trên điện thoại iPhone. Các bạn có thể tham khảo cách này nhé. Đó là các bước để giúp cho các bạn bật cái chế độ tiết kiệm pin tự động trên điện thoại iPhone trong quá trình các bạn sử dụng, giúp cho cái thời gian sử dụng của các bạn được lâu hơn. Đó, và nếu các bạn thấy video hay, nhớ ủng hộ mình bằng cách các bạn cho mình một like video, chia sẻ thật nhiều cho người thân, bạn bè được biết. Và đặc biệt có câu hỏi nào các bạn hãy bình luận xuống phía dưới phần video nhé. Mình sẽ giải đáp. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.